Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2022-2023. Nhìn chung, trong năm học 2022-2023, các trường, cơ sở giáo dục và lực lượng công an các cấp đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế và kế hoạch liên ngành, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sự phối hợp giữa ba môi trường, nhà trường, gia đình, xã hội từng bước được thực hiện chặt chẽ hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại trường học phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Tuy nhiên, năm học 2022-2023 vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy, bạo lực học đường. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh đề nghị các lãnh đạo, trường học, cơ sở giáo dục và công an địa phương tiếp tục phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trường học. Dịp này, 19 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2022-2023 được nhận khen thưởng.